Hi, welcome back to my channel, Stars Girl. Thank you.
for the country of Charles Frick Widow. Let go. So about to get the child, let go.
D'accord. Cái game này cũng khá là thật các bạn nha, rất là đẹp luôn. Ở đây thì có rất nhiều cái tỉ mỉ luôn. Đó là nước này, sau đó thì sẽ những bóng của những ô nha chiếu vào những hàng nước ở đây. Và tiếp theo sẽ là Racing Chew. Oh.
Vâng dạ, và các bạn sẽ phải đợi một chút thì nó đó nó mượt, đã mượt rồi. Chán luôn mà anh ta, mà trong khi mình đang quanh mà anh ta dám đi thẳng cơ. Oh my god. Ok. Vào tiếp theo. Đây không. Dài luôn. Mình phải tìm cách để tiêu diệt bóng bên hông. Các bạn phải đâm nhiều lần bên hông mới đạt có tiêu diệt được anh chàng này. Đó, cứ dần dần làm vào trong thì anh ta sẽ mất máu dần dần. Rồi vào tự kiến tiếp theo.
Let go. Okay, let's go. Fast enough. Huh?
ผู้ประดิษฐ์ Let's go